Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay Lợi nói về một cái bài, đó là hình chữ nhật có diện tích là 1.350 cm². Thì khi gặp toán thực tế, các bạn cố gắng phải tóm tắt giúp Lợi. Đây cũng gọi là toán có lờ văn nha các bạn. Lớp lớn thì người ta gọi là toán thực tế. Rồi, thì diện tích là 1.350 cm². Chiều dài là 45 cm. Tính chu vi hình chữ nhật là chấm hỏi, đơn vị là cm. Thì ở đây các bạn cần nhớ những công thức sau. Thứ nhất đó là công thức diện tích được ghi bằng chữ S nha các bạn. Hình chữ nhật sẽ bằng dài nhân rộng. Vậy từ diện tích có diện tích nè, đây diện tích đây, có chiều dài nè, đây. Vậy các bạn muốn tính chiều rộng thì các bạn giống như bài toán tìm điểm X. Đây là phép nhân, đây là thừa số, đây là thừa số và đây là tích. Vậy muốn tìm thừa số là chiều rộng nè, ta lấy tích là diện tích hình chữ nhật chia cho chiều dài. Mình viết gọn nha các bạn, chiều rộng sẽ bằng diện tích chia cho chiều dài. Cũng như muốn tính chiều dài thì ta lấy diện tích chia cho chiều rộng. Ok chưa ? Công thức tiếp theo các bạn cần nhớ đó là chu vi hình chữ nhật sẽ bằng dài cộng rộng tất cả, xin lỗi, tất cả nhân 2 nha các bạn, tất cả nhân 2. Ok chưa? Tất cả nhân 2 nha. Chu vi hình chữ nhật sẽ bằng dài cộng rộng tất cả nhân 2. Rồi, vậy bước đầu tiên các bạn cần tính đó là tính chiều rộng, dài, chiều rộng, hình chữ nhật là ta lấy diện tích 1.350 chia cho chiều dài bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới. Khi đã có chiều rộng cũng như chiều dài, ta tính được chu vi hình chữ nhật là ta lấy chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân 2 bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi và các bạn đáp số. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.